Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Đây là bộ bút chì màu của mình các bạn nhé, nhân vật molang các bạn ạ. Và mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho cái phần chiếc mũ của nhân vật molang người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho cái phần chiếc khăn quàng nơi cổ của nhân vật molang rồi nhé. Và mình sẽ gọi bút chì nha mọi người. Và mình sẽ tiếp tục tô nha. Và đây là cho cái phần khoang cẳng cổ của nhân vật molang. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu tím để tô cho cái phần chiếc áo. Mình sẽ tô cho phần chiếc áo mọi người nha. Với một sắc đó là màu tím. Và đây tiếp tục tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu xanh để tô cho phần da nhé. Ở đây là phần đầu nhé. Mình sẽ tô lần lượt nha các bạn. Sẽ tô đến hết cái phần đầu. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho cái phần má hồng của molang nhé. Tiếp tục thì mình sẽ tô xuống phần thân. Đây là phần tay nha mọi người. Đây là phần tay. Và đây là phần chân nha. Thân và phần chân nha mọi người.
Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh nhân vật hoạt hình molang của mình các bạn nhé. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh và nhân vật molang các bạn này đã được mình hoàn thành bởi 4 loại màu sắc. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn.